Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta quay trở lại với chương trình Nồi Cơm Thạch Xanh. Và đây là tập 3, nồi 1 phần 2. Đây là cái phần giải ngân thứ 2 của Nồi Cơm Thạch Xanh số 1. Thì cái phần số 2 này thì nhà đầu tư nạp tiền vào 10 triệu vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Thì sau cái đợt nạp này thì tài khoản đã giải ngân như sau: 100 cổ phiếu P&J giá 97.800 đồng, tương đương với 9,8 triệu đồng. Mua được thêm 79 cổ phiếu Techcombank với giá là 48.300 đồng, vị chi là 3,82 triệu. Tổng cộng cái phiên ngày 10 tháng 5, tài khoản đã giải ngân 13,6 triệu. Vậy lũy kế tổng nạp của tài khoản là 60 triệu đồng. Đấy, và NAV lũy kế cho tới ngày hôm nay. Hôm nay thì là ngày 13 tháng 6 năm 2024. Đấy, thì sau hai đợt giải ngân thì nhà đầu tư đang có cái sự lãi tầm khoảng hơn 6 triệu các bạn nhé. Đấy, thì đấy là các cái phần giải ngân nhé, mình nêu lại nhé. Mua thêm 100 cổ P&J giá 97.800, hết 9,8 triệu. Mua 79 cổ Techcombank giá 48.300 đồng, hết 3,82 triệu. Tổng chi hết 13,6 triệu. Đấy, hôm trước tổng phiên hôm trước ấy là đã chi hết 46,3 triệu rồi, hôm nay mua thêm 13,6 triệu. Đấy, chỉ có như vậy thôi các bạn nhé. Đấy, thì cuối cùng lũy kế cho tới nay thì tài khoản đang có ri chia cổ tức này, ri chia cổ tức rồi. Techcombank cũng chia tiền mặt này. P&J chưa chia gì cả. Thế thôi, để cái video tổng kết để hôm sau mình chia sẻ nhá. Đấy, hôm nay thì mình sẽ nói cái tổng tài sản mà cái vốn gốc mua là tổng cộng có 154 cổ phiếu P&J, có 579 cổ phiếu Techcombank và có 300 ri. Ri chia khoảng 15% cổ phiếu thì phải. Để check lại nha. Đấy, thì mình nêu qua tại cái thời điểm ngày 10 tháng 5 năm 2024 thì tổng chi là như vậy. Đấy, thì quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Chúc đầu tư thành công. Nếu mà các bạn chưa biết thiết kế một cái danh mục đầu tư như thế nào thì hãy đồng hành cùng Reka bằng cách inbox để cùng đồng hành nhé. Chúc đầu tư thành công.